Rồi, xin chào các bác. Từ sáng đến giờ là ngày cuối tuần thứ bảy là ngày nghỉ của các bác, thì lại là ngày của mà em phải đi đón những cái lô hàng về để phục vụ các bác. Thì em sẽ khoe các bác hai cái gọi là động vật quý hiếm và siêu phẩm các bác nhé. Đây là một trong những đôi loa mà ngày xưa nó bán có khi phải bằng cả mảnh đất ở bên Mỹ các bác. Nhưng mà may mắn là hôm nay lại có hàng về cửa hàng em để cho các bác chơi. Cũng có một số đơn vị có hàng này để bán rồi, nhưng mà đây là hàng em săn các bác nhé. Săn cả năm nay đấy, cuối năm rồi mới về nhà đấy các bác. Thì đây là một dòng loa sạc VinVega cổ, mã là 1217R. Đó, bình thường những dòng 211R ấy, nó có rất nhiều nơi bán rồi các bác có thể thấy. Có những nơi rất nổi tiếng tại Việt Nam luôn, bán với giá đâu đó là ngoài 35 triệu. Đó các bác nhá, những đôi loa như vậy. Nhưng mà đôi loa này nó còn đẳng cấp hơn con 112R cơ. Con này nó đẹp như mới luôn các bác. Hàng công Mỹ về, đây anh em đang bóc đây. Tí nữa sẽ giới thiệu mấy cái đôi loa này cho các bác. Để mang cái biển ở đây không, nhiều người cắt ghép video. Các bác nhá, đây các bác. Chuyến xe xuống, lần này chuyến xe bọn em xuống được khá nhiều thiết bị Mỹ đấy các bác. Nhưng đặc biệt là về rất nhiều loa cây, loa cột của Đan Mạch cũng như là JBL Mỹ vân vân và vân vân. Thì các bác đợi em sẽ lên cấu hình. Nhưng mà khoe các bác hai đôi loa này. Đó các bác, nó là sạc pin Vega 2170R các bác nhá. Các bác có thể lên trên mạng tìm kiếm ở trên eBay, riêng trên eBay những đôi loa chưa được đẹp như vậy, chưa được đẹp như có cái thùng xốp luôn các bác, cực kỳ đẹp rồi các bác. Chưa đẹp như này mà giá đâu đó đã hơn 1.000 đô rồi các bác, hơn 1.000 đô các bác nhá. Hơn 1.000 đô, đó 1.000 đô bây giờ nó là 24 triệu. Và giá ở bên đó đã là hơn 1.000 đô rồi, nhưng đấy em ăn công các bác nhá, em sẽ để các bác giá rất tốt luôn. Những đôi loa này thì khẳng định luôn các bác là không bao giờ dưới 30, đó. Để bác nào nhanh tay săn thì săn được đôi này. Đây là một trong những dòng loa cực kỳ đẳng cấp và hiếm. Hàng nghìn đôi may ra được một đôi các bác nhé. Hàng nghìn đôi. Nghĩa là có khi có những người thợ có khi bán cả đời chứ chắc có một đôi loa như vậy để mà trưng bày. Chứ đừng nói là bán các bác, lưu ý giúp em. Đây là các bác để ý. Nhật. Em quay giúp anh. Đây các bác để ý, đây là mặt dưới của đôi loa các bác nhá. Mặt để dưới đất đấy các bác. Mặt để dưới đất của đôi loa mà nó như mới này. Đó, lật lại đôi loa cho anh xem mà cẩn thận nó xước loa. Đôi loa nặng, rất nặng các bác nhá. Đôi loa đẹp như có thùng xốp luôn các bác. Đây là mặt trên đấy ạ. Đẹp không một vết luôn. Đó bọn em bóc, bọn em chưa vệ sinh luôn các bác. Tháo nhẹ nhàng cho anh. Tháo nhẹ thôi. Giật ra. Đó các bác nhìn cái căng nó còn rất mới như vậy. Chắc nịch luôn. Bát 40 các bác nhá. Bát 40 các bác. Bát 40 các bác lưu ý giúp em, sạc pin Vega các bác nhìn lòng bát rất sâu. Đây sạc pin Vega cổ các bác nhé. Và đây là hai con còi của nó này. Và đằng sau của nó hệ thống có mít chết còi ở đằng sau nữa. Và đây là lỗ thông hơi. Những dòng này thì có hai vi tinh chỉnh đằng sau đây các bác. Đó. Mã là sạc pin Vega 1217R8U. Đó. Đúng hai bên trái phải luôn. Đấy, đôi loa này xin bật bí các bác là giá của nó là không dưới 30 đấy các bác, lưu ý giúp em, không dưới 30. Bác nào đã chơi rồi thì các bác sẽ hiểu. Đó, là biết là giá tốt thế nào. Và đây là bát 40 các bác nhé. Hàng đẳng cấp của sạc pin đấy. Nghe nhạc thì những cái thể loại Pioneer 99A và 88A thì thật sự các bác đuổi còn lâu đuổi được các bác, lưu ý giúp em. Đó, mà hàng này rất quý. Và một đôi nữa là đôi này thì còn nó còn đẹp nữa các bác. Đây là bụi các bác nhá, đây là bụi Mỹ, em sẽ lau ra sạch lên bụi Mỹ các bác. Đôi này nó chính là đôi đây em sẽ nhấc bỏ cái này ra tháo các bác xem. Đôi loa này các bác biết loa gì không ạ? Nói chung loa này rất là khó đọc và rất hiếm, loa Mỹ mà các bác, Mỹ cổ mà nó còn mới như đập hộp này các bác. Hai đôi loa cực kỳ đẹp, mới luôn. Tháo cái căng đây, cái căng nó bằng gỗ các bác nhá, kiểu như gỗ CNC ấy. 2, 4, 5, 6 đường tiếng các bác. Con này bát 30, 6 đường tiếng. Con này thì các bác cũng lưu ý giúp em mà có những nơi bán đôi loa này lên đến 45 triệu, lưu ý giúp em nhé. Nhưng mà em để các bác giá rất tốt. Giá rất tốt luôn, giá cũng không dưới 30. Đó các bác lưu ý giúp em. Và độ nhạy nó thì thôi khỏi nghĩ rồi. Gân vải của nó là 1, 2, 3, 4, 5.
5 lớp các bác nhé, 5 cái xếp. Và còn bóng lừ đấy các bác, bóng lừ đấy ạ. Còn chung của nó này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường tiếng. Đó, lỗ thông hơi phía trước. Đôi loa này trưng bày thì khỏi nghĩ luôn, nó đẹp một cách tuyệt trần các bác. Để cho anh cái e-căng nó nặng. Riêng cái e-căng nó phải nặng mấy cân rồi, rất là nặng. E-căng của nó các bác rất là nặng các bác nhé. Nó còn đẹp, không còn tì vết luôn. Rồi, xếp vào cho anh. Đó. Đây là một trong những hàng rất là quý. Mà tiếng nó thì khỏi nghĩ các bác nhé. Tiếng em sẽ có video test sau. Những bác nào đã được thẩm âm cũng như là được va chạm với đôi loa này rồi thì biết là nó đẳng cấp như nào. Đó, một đôi luôn. Ngoài ra thì về được những dòng Marzahn. Đây là toàn dòng xuất Mỹ hết các bác nhé. Âm ly hàng công Mỹ mà. Đó, 1500 TD này. Hai con đẹp như mới luôn. Săn xui 2000 này. Đó, 2000 trơn. Rồi thì những chiếc Marzahn. Đó. Đây, em chung cho anh con Marzahn này ra cho các bác xem. Đây các bác nhá, những dòng Marzahn này đẳng cấp rồi. Nếu các bác có một con Marzahn này đánh vào một đôi loa này thì tuyệt vời các bác ạ. Đây là cái bụi các bác nhá, không phải là ấy đâu, bụi đấy. Bụi các bác nhá, bụi lưu với em đây là bụi. Em sẽ lau sạch được. Không có tì vết đâu các bác ạ, không có tì vết gì hết. Không một vết xước luôn. Đây các bác, những con Marzahn đây. Hàng còn nguyên bụi mà nó đẹp như này các bác. Hàng nguyên bụi các bác nhé. Marzahn này, Marzahn 220. Đó. Em mang con Marzahn này vào trong này cho anh. Và khoe các bác một chút nữa là em mang vào cắm điện cho anh nhé. Khoe các bác một chút là em có về một con Fisher hàng quý độc đấy ạ. 175. Những dòng 175, 175T là thuốc của những dòng loa Avon, KLH và AR rồi các bác. AR2, AR3, AR4 đánh bảo tuyệt vời luôn. Fisher 175. Đó. Những con này thì giá ở ngoài bây giờ nó dao động thời 2020 này nó rất nặng các bác nhé. Nó dao động khoảng độ 11, 12 gì đó. Những con hàng đẹp như mới như vậy. Nhưng mà em sẽ để các bác giá tốt hơn. Đó, các bác lưu ý giúp em. Và đây, những cục pâu. Những cục pâu của Onkyo, dòng xuất Mỹ. Các bác chơi loa Bose đâu. Loa Bose 601, 301. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Thì em có về được mấy con pâu. Về một con pâu Yamaha đây các bác. Pâu Yamaha Mỹ đây, 650W các bác nhé. Pâu Yamaha Mỹ đây, 120V, made in Indonesia. Những cái dòng đời cao này nó made in Indonesia và xuất sang Mỹ. 650W. Pâu nó đẹp như mới các bác nhé. Lưu ý giúp em. Nó oánh tất cả bằng sung đất các bác. Pâu Yamaha xịn nó phải đánh bằng nguồn sung như vậy các bác nhé. Nguồn sung, và các bác nhìn dàn sò nó đấy ạ. Linh kiện nó rất là chất các bác, nhìn sò nó đấy ạ. 650W các bác, con Yamaha này. Đó. Đẹp như mới luôn, những cái dây nguồn này. Các bác lưu ý giúp em. Cái loại này các bác phang vào Bose 701, rồi thì những đôi Bose 601, hay những dòng BMB 2000C này, 1000C này, vân vân và vân vân. Hay đơn giản là những đôi loa cây, loa cột các oánh dề pâu vào thì khỏi nghĩ luôn. Các bác nhé, đây là Marzahn đây các bác. Những con Marzahn này về bật phát là chạy luôn các bác. Không phải vệ sinh, vệ sinh gì hết. Hàng bãi phải như vậy các bác nhé. Đó, đây là bụi các bác. Bụi Mỹ đấy. Có những con Marzahn này. Marzahn 220. 2220. Đánh sò. Đây là đánh sò nhôm các bác nhìn này. Sò nhôm nó đấy, sáng bóng đấy. Đó. Sò nhôm Hitachi. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Bác nào cần những bộ đẳng cấp thì đợi em sẽ lên cấu hình. Những đôi loa này bác nào, những dân chơi, những bác mà chơi chuyên sâu, thích đồ high-end thì, thích đồ high-end cổ thì nhanh tay các bác nhé. Hai đôi loa này xin báo các bác giá không dưới 30. Lưu ý giúp em để các bác chuẩn bị kinh phí. Những bác là không, nhiều bác nghĩ là nó giá nó mười mấy thì không thể nghĩ được các bác nhá. Đôi loa này rất đẳng cấp các bác. Giá là không dưới 30 để cho các bác chuẩn bị kinh phí cũng như là tinh thần để mà xem có rước em nó không. Đó, và bác nào cần thì cứ nhắn tin cho em, gọi điện cho em. Những cái hàng này thì không phải ai cũng mua được. Các bác lưu giúp em, không phải ai cũng mua được. Và cũng không phải người thợ nào cũng nhập về được để mà bán các bác nhá. Rồi, xin kính chào các bác.